Ây da, dạo gần đây lướt ở trên TikTok sao thấy nhiều trend xé túi mù quá ta. Trời ơi, xé túi mù là xé mấy con mô hình trong cái túi hả Sam? Đúng rồi, cái đó là trend top top đó, nổi cực kỳ luôn. Ông không biết à, đồ nhà trời quê. Trời ơi, cái gì mà nhà quê? Ngày hôm nay là tôi không có quê nữa, ngày hôm nay tôi hết quê rồi. Bởi vì ngày hôm nay tôi sẽ đem cái trend sát luôn. Đưa. Khó nào quá. Tôi sẽ đem cái trend xoa. Tôi sẽ đem cái trên xé túi mù qua bên YouTube. Đó, tôi nói chậm nhưng mà tôi vẫn nói sai, hiểu không? Đó, ok rồi. Thì ở đây trên tay của tôi chính là rất nhiều gói túi mù à, và những cái túi mù này bé xinh xinh thôi các bạn. Đó. Ủa vậy là quay clip xé đúng không? Trời ơi, vậy tôi xé cho. Không, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game ai giành chiến thắng sẽ được xé 5 túi mù đó. Nhưng mà túi mù ở đây là túi mù thật cẩm nha các bạn. Nói chung là có nhiều thứ lắm, bên trong đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là chỉ có la bu bu hay gì đâu. Thắng nhiều xé nhiều đó các bạn. Đúng rồi, đó. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trò chơi nha anh em. Thì cái trò chơi ngày hôm nay của chúng ta chơi á là một cái trò không phải như là chơi bình thường là để cho hai đội đánh nhau, mà trò ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi là sẽ là dự đoán. Sammy hiểu dự đoán là sao không? Biết là giống kiểu giữa đội đỏ, đội xanh, đội thắng đó, mình đúng bắt rồi đúng rồi đó. Thì bây giờ Phong hỏi Sam nha, bây giờ trong đây nè có một con màu xanh đúng không? Đây nè, đây là có một con màu xanh duy nhất thôi bạn, một con màu xanh duy nhất, và xung quanh của nó chính là rất nhiều những con màu đỏ. 100 đánh với con một đánh với 100 đúng không? Đúng rồi, một đánh với 100. Thì bây giờ Phong sẽ hỏi Sam là liệu rằng con này nó có thể chiến thắng được hết đống này không? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Hello, lớp 1 học đi học không? Hả? Số 1 là nhỏ số 100, vậy là số 100 thắng rồi. Đúng đó. Rồi vậy hả? Vậy bây giờ thử xem thử nha. Ok rồi. Liệu rằng một con cầm búa có thắng không đây? Thấy chưa? Đỏ thắng mà. Đúng rồi. Nó tất nhiên rồi, cãi gì vậy trời? Thì tôi chỉ đang ví dụ thôi. Đó, bạn thấy không? Đấy, mấy bạn thấy không? Thì bây giờ Sammy đã đoán đúng rồi đó. Thì Sammy đoán đúng thì sao? Thì Sammy sẽ được 5 túi mù đấy. Yeah, cảm ơn Phong. Giỡn. Cái này ví dụ thôi bạn. Cái này là ví dụ thôi. Trời ơi. Chứ kỳ chứ ví dụ. Nghĩ sao vậy? Cái này là ví dụ thôi. Chứ ai chẳng biết rằng con màu xanh thua đúng không các bạn? Trời, một mình nó làm sao đánh lại mấy con này. Đó. Rồi. Cái này là ví dụ thôi. Rồi, vô nè. Rồi, ok. Trận đầu tiên đó chính là một con voi ở giữa đây với lại hơn 100 con cầm giáo đứng xung quanh. Liệu rằng con voi có thắng hay không? Rồi, bây giờ Sammy đón đi, con voi thắng không? Ây cha, mệt nha, biết sao không? Con voi thì cũng mạnh đó, nhưng mà 100 cái giáo chọc chập là cũng thành xiên que à. Đúng rồi, 100 cái giáo này mà xiên vô con voi là con voi thành xiên bẩn luôn các bạn. Đúng rồi. Nên là bây giờ Sammy đón đi, thắng hay thua? Tôi nghĩ là thôi, mình phải đi ngược lại. Cái gì mà nhìn thua là mình phải bắt vô. Tôi nghi là con voi thắng. Tôi nghi là con voi thua. Rồi ok, rồi, vậy coi ai thắng nha. Ông chọn màu đỏ đúng không? Đúng rồi. Rồi Sam chọn màu xanh. Rồi vô nè. Hút đi voi ơi. Đó. Con voi bắt đầu hút. Rồi, mắt có lé rồi kìa. Rồi, nó bắt đầu bị phóng giáo rồi. Nguyên cái giáo đâm vô đất rồi. Trời ơi, vô bông cái trầu ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Thấy chưa? Con voi sao thắng được hả Sam? Trời ơi. Rồi con voi thấy mông em, có cái mông em. Rồi con voi nó bị xiên mấy cái xiên như cái mông đó, bây giờ con voi thành con nhím rồi các bạn ơi. Voi thành nhím rồi. Rồi. 5 túi mù của Phong. Dạ. Yeah. 5 túi thôi ông nội, 5 túi thôi. Thì 5 túi giờ lấy 5 túi nè. Tự lấy hết để tôi để tôi. Rồi lấy. Bây giờ Phong sẽ cho Sam lấy cho Phong luôn. Đây nhanh lên. Lấy cái nào nhỏ rồi, cái này nhỏ nè. Lấy cái nhỏ nhỏ vậy. Đó rồi, cái to cho tôi. Đây 2. Cái nhỏ đưa tôi còn cái to đưa cho sao mà gì kỳ á. Năm túi của Phong rồi. Năm túi luôn nha các bạn. Đây xé con đầu tiên nhanh. Ôi, nha. Con rùa. Nhưng mà con rùa này là con rùa phiên bản gọi là trong suốt. Lắc được không? Lắc được không? Không lắc được. Xịn. Đã quá mấy bạn ơi. Ai thích màu xanh nè, ai thích màu xanh cho con rùa màu xanh. Thêm một con rùa nữa, nhưng mà con rùa này nhiều màu hơn các bạn. Rồi. Đã quá, hai con rùa nha mấy bạn. Ủa, ơi. Ủa có khi nào toàn là rùa không ta? Trời ơi. Con rùa nữa. Đây, ba con rùa nhiều màu, nó chơi bắt vậy là đúng rồi. Con rùa này nó trùng màu áo với tôi. Đây, rồi. Áo luôn. Ơi cái cục màu vàng này là con rùa khác nè Sam. Con rùa hồng. Con rùa mini. Con rùa con. Mấy bạn thấy nó bé tẹo không? Trời ơi. Trời ơi, nguyên gia đình rùa luôn nè mấy bạn. Rồi, cái cuối cùng sẽ là vẫn là rùa các bạn. Ủa sao tôi mở toàn rùa vậy ta? Đã quá. Rùa màu hồng nữa nha, đó. Đó đây, khoe cho. Ôi giời, nó chết chắc rồi. Vậy hả? Thần chết sẽ luôn thắng. Ai da, vậy ta con dám rồi. Xem thường thần chết hả? Con ủa gì xem thường gì bà? À không, dám xem thường con voi hả? Nhầm. Con voi là nó là sự sống, còn con thần thôi, chết. Thôi thôi, không chết. Nói nhiều. Vậy giờ Sam chọn thần chết đúng không? Yes, thần. Rồi, vậy Phong chọn con voi, nói gì đi cho nó nhanh. Rồi vô. Ok. Đừng. Con voi nó hút thần chết nè. Sao đừng nữa mà. Hút đi, hút nè, hút nè. Một con. Trời ơi. Đi, hai con đi. Trời ơi. Blue thắng, Blue thắng. Trời ơi, cái gì vậy? Sao mấy con voi này tôi tưởng nó phải khỏe lắm chứ ai về thần chết đâm có mấy cái.
thua rồi. Trời ơi. Thua thần Church là luôn luôn thắng. Rồi Sam mở túi nào. Túi này lấy cho tôi 5 túi. Rồi 5 túi luôn hả? Lấy cho Sam đại luôn nè. Đó, 1 2 3 4. Gì nhỏ vậy hả? Rồi, bóc đại. Cho hai cái túi bé xíu à. Mấy anh lên tàu ơi, túi dương đích vậy đó. Rồi ok, xé luôn nha. Rồi bóc đại đó. Một nè. Xé nè, được con gì? Trời ơi, con rùa tím. Con rùa màu tím mấy ba. Trời ơi. Không cầm, không cầm. Rồi ok, con thứ hai. Con thứ hai, con gì đây? Trời ơi, rùa tím nó gì trời. Sao mà con rùa không vậy? Tôi nãy giờ toàn rùa không. Sao chậm như rùa không? Con thỏ, nhanh như con thỏ được không? Trời, con thỏ hay con gì? Con trời rùa đó. Con rùa. Ê, trùng nhau. Ôi khoan, từ sao từ nãy giờ hình như mình, hình như là bên shop này nó lừa mình thấy gì á, nó gửi tàn con rùa. Ôi, con mèo thần tài, mèo thần tài nè. Ôi, con mèo hả? Đó, mèo thần tài. Được, cũng được. Rồi, tiếp theo. Trời ơi. Coi con heo. Ủa phải? Con chuột chuối. Con chuột chuối hả? Trời ơi. Chuột chuối, con hồng bé tí tẹo. Tổng những, thề là con tôi xuống. Ê, vậy là Sammy trùng được gọi là một cặp nè. Đây, trùng được một cặp màu cam. Có nghĩa là sao ạ? À? Theo như gọi là trend chơi á, là trùng á sẽ được tặng một túi. Rồi, rồi xin mời chị Sam một túi ạ. À. Trời ơi, cảm ơn. Trời ơi, quá thích luôn, được tặng một túi. Đó. Đây một nè. Cặp là tặng được một túi nha bạn, chứ chết cái mồm. Đây, chị Sam lựa túi đi. Rồi, ok. Túi Bubula nha, túi Lâm Bu nha mấy bạn. Rồi. Trời ơi, buồn ghê á, của Phong không có con nào trùng hết các bạn. Đây, rồi. Ú, dễ thương quá. Gì vậy? Con này nè, con gì? Con này là con gì ạ? Con này là cái con Buburin của Sanrio. Ồ. Ok. Đẹp chưa? Rồi ok, nói chung là Sammy là được 6 con luôn. Trời quá đã. Lời, vậy là Phong được 5 con à. Trời ơi, buồn quá. Rồi tiếp nha, tiếp nha. Rồi, bây giờ trận tiếp theo nè. Trận này thì coi bộ là cũng hơi khó đoán á bạn. Bạn biết sao không? Là lần này là chúng ta sẽ có những con cầm giáo đang chỉ giáo về phía nhau. Và mỗi bên đều có 30 con. Liệu rằng bên nào thắng là cái này là nó kiểu nó bằng nhau rồi sao mà? Hên xui quá, cái này nó hên xui rồi bạn. Lý đúng không? Đúng rồi, cái này nó hên xui rồi chứ nó không có biết bên nào thắng được nữa. Nhưng mà Phong nghĩ là chắc đội màu xanh thắng á. Tôi nghĩ là màu đỏ. Màu đỏ hả? Rồi sao màu đỏ, Phong màu xanh nha Red bạn. Nha. Rồi mấy bạn đang quen gọi là gì đó, cùng đoán với tụi mình nha. Ừ, mấy bạn đoán coi là đội xanh hay đội đỏ thắng, mấy bạn comment xuống bên dưới nha. Ok. Bạn vô ra. Cho xé tôi mù luôn. Chổi nè. Ui ui, chết một lượt luôn. Rồi vẫn còn một vài thanh niên thôi. Màu đỏ ít quá vậy. Sao đang đứng bất động nè, rồi chổi nè. Chổi nè. Ui 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 ui. Rồi hiện tại tôi thấy là màu đỏ còn có 3 con à. Trời ơi, còn màu xanh còn một đùi luôn. Đúng là Phong cần. Rồi ok, chuẩn bị nè. Búp búp búp. Rồi con cuối cùng của Sam cũng đã nằm xuống. Trời ơi, bị cái que nó xuyên qua cái nách mấy bạn. Tét cái nách là có thiệt. Cái này ta gọi là tét cái nách nè bạn. Đó. Ok. Đáng thật chưa? Tôi sẽ lấy túi này. Túi này là quần gì đây? Quần gì đây? Quần gì đây? 1 2 3 4 5. Hy vọng là trùng nha. Túi này nhìn sẵn quá mấy bạn ơi, nó bóng nè. Ê Sam, hồi nãy mình nói là hình như là trong cái chen đó là có còn có nguyện vọng gì nữa mà phải không? Đúng rồi. Ok, vậy bây giờ Phong mà nguyện vọng màu xanh dương. Rồi. Cái gì đây? Ủa, màu xanh dương thiệt không nè? Gì giống nổi này màu xanh lá nha. Màu xanh dương mà. Không. Cái là cái cây bạn, cái cây màu xanh dương. Các bạn ơi, cái này là cây xương rồng cây các bạn ơi. Rồng. Nhưng mà cái chậu nó màu xanh dương. Không, cái cây ê, tính cái cây tính cái chậu, tính là nguyên con là cái cây. Ok vậy thôi. Rồi, cây xương rồng. Cây xương rồng. Tiếp theo là ui, cây xương rồng. Tiếp theo là mở được con rồng. Mở được con rồng các bạn ơi. Wow. Con rồng màu xanh dương đúng nguyện vọng luôn nha. Trời ơi, đáng sợ thật chứ. Rồi, tiếp theo là cây gì đây? Cây xương rồng màu hồng. Cây xương rồng màu hồng. Xương rồng và con rồng, ai tuổi rồng có mình nè, ai tuổi rồng có mình. Ai tuổi rồng có mình nè. Năm nay là năm tuổi của con rồng luôn á. Ồ, năm con rồng nha mấy bạn. Đó, rồi, thêm cây xương rồng màu hồng nữa. Cây xương ê, cây xương rồng gì. Trời ơi, cho cây xương rồng màu xanh đi. À! Xương rồng màu xanh. Xanh nào, xanh lá ba. Xanh nè, trùng nè, trùng nè, được tặng thêm một túi nữa đúng không? Trời ơi, bắt cặp nè trời ơi. Trùng rồi, trùng rồi. Trùng rồi nha, một cặp. Rồi, trùng thêm một con đi, trùng thêm một con đi cho được luôn. Trời ơi, cái này là cây xương rồng màu trắng nên thôi khỏi kệ đi bạn, khỏi mở luôn. Trời ơi, vậy là ông tôi mở cái này. Ông được thêm 2 túi phong, một túi nguyện vọng và một túi cặp. Vậy hả, được 2 túi rồi, luôn. Rồi, ông nguyện vọng màu xanh là ra màu xanh là đúng rồi. Ồ, đã quá vậy. Đúng rồi, 2 túi. Vậy là không được 2 túi hả? Quá đã luôn. Rồi, xé thôi nha bạn. Con đầu tiên. Con heo, ủa con heo Hello Kitty vậy? Một con Hello Kitty màu xanh dương các bạn. Rồi, và ôi, lại là một con Hello Kitty nhưng mà màu dâu. Okay. Đó. Rồi. Tổng là được 2 4 6 túi trời ơi. 6 hả? 6 cộng thêm cái gì? 6 túi đúng không? 6 túi. 6 túi cộng thêm một túi hồi nãy Phong không mở nữa là 7 túi, 7 con thêm 5 con nãy là Phong được 12 con. Rồi, mở
mới chơi mới dán thôi mà ông phát đạt rồi các bạn. Quá đã luôn. Rồi dán tiếp theo nha. Rồi trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là một trận đấu giữa 8 anh ngựa hả? Ờ đúng rồi, cái này là mấy anh ngựa bạn à, 8 anh ngựa cùng với lại 22 chị búm búm. Đúng rồi, chị này là chị búm búm. Đó. Rồi thì Sam nghĩ là đội xanh hay là đội hắn, đội ngựa hay là đội búm búm thắng? Ơi, thua hoài luôn, không biết là chọn gì nè mọi người. Trời ơi. Con ngựa hay là con búm búm đây? Con búm búm là nó có tiên phép đúng không? Đúng rồi, tôi không nghĩ là con búm búm này nó mạnh nha. Sam thấy không? Nó có vòng tròn bảo vệ nè, Sam thấy không nè. Con này nó có vòng tròn bảo vệ, nó còn có thêm mấy cái viên gì bay bay xung quanh nè. Phong nghĩ là con này mạnh đó, cho nên là cho Sam đón trước luôn á. Phong là Phong nhường á. Không biết nữa nè, sợ thua thì quá. Đón đại đi, đón đại đi. Con bướm bướm đi. Bướm bướm con gì? Cánh là nó thiên thần. Bướm bướm đúng không? Bướm bướm. Rồi ok, thì thôi Phong nhường Sam, cho nên Phong sẽ chọn con ngựa nha bạn. Rồi vô nè. Con ngựa thắng hết nhường nha. Ui, con bướm bướm này có sức mạnh giật điện, nhưng mà con ngựa mạnh hơn. Hả? Nhường dữ chưa? Ủa này Sam tự chọn mà. Sam tự chọn mà. Trời ơi, cái lột có xấu túi à. Ngồi nhìn Phong cần lột không hả bạn ơi? Xé cái ủa? Người kỳ quá vậy. Phong đã nhường cho Sam chọn trước mà Sam chọn sai chứ. Bộ không phải do Phong đâu đúng không? Rồi, chắc năm túi cuối cùng này mình mở luôn nha bạn. Rồi, ok. Túi đầu tiên nè. Trời ơi, cây xương rồng màu xanh dương mấy má. Thôi dẹp đi. Cây xương rồng xanh dương. Rồi, tiếp theo nè. Trời ơi, cây xương rồng xanh dương nữa. Hai cây đó, được hai tặng thêm cây túi. Được tặng túi đã quá vậy trời. Rồi, tiếp theo là gì? Cây xương rồng xanh dương. Ủa sao tan cây xương rồng vậy? Trời ơi, xu quắc phải chưa? Tôi bóc là nó đẹp hơn rồi. Cây xương rồng màu hồng. Đây. Đó, đây. Thêm một cây xương rồng màu trắng. Vậy là tôi được bao nhiêu túi rồi? Được 5 túi nhưng mà được tặng một túi tại đơn giản là có cặp. À, có một cặp nên là mình được tặng thêm túi nữa. Ôi. Trời. Con số gì đây, con số gì đây? Cơ ra có mấy con mấy gì ra, mấy gì ra? Cái gì đây? Có Hello Kitty. Hello Kitty màu xanh, nãy trúng rồi. Trời ơi. Đó. Ê, chưa nói nguyện vọng. Ờ, kệ ông. Thôi kệ đi, kệ đi. Thôi giờ không chơi nguyện vọng nha bạn. Giờ là chơi theo kiểu cặp đi. Ừ. Rồi, trận tiếp theo mới căng thẳng nè mấy bạn. Một trận đấu giữa 30 anh chàng cầm súng đấu với 60 anh chàng cầm kiếm. Đó, mặc dù á là cầm kiếm á là nhiều gấp đôi nha các bạn. Đây các bạn thấy không, mấy anh chàng cầm nhưng kiếm nhìn rất là ngầu hơn. Đúng rồi, mấy anh chàng cầm kiếm nhìn rất là ngầu, nhưng mà mấy anh chàng cầm súng thì là súng đó các bạn. Kiếm người ta chưa kịp gọi là quơ lên cái là bắn cái là xong rồi, hiểu không? Nên là chúng ta đoán được coi đỏ hay xanh thắng. Tôi lúc nào chọn trước thua quắc à. Hey. Mấy bạn đoán thử coi đỏ hay xanh thắng nhớ comment xuống bên dưới nha. Trời chọn xanh sao thua quá, trời chọn xanh thua quắc không à. Thúi quắc. Chứ giờ luôn. Sao giờ phải chọn thôi, vậy chọn đỏ nha. Lại đỏ đi. Rồi Sam chọn đỏ ra. Rồi vậy thì Phong chọn xanh nha các bạn. Cái này là mình nhường Sam nha các bạn nha. Rồi vô nè. Chọn vía cái. Trộm vía nè. Đánh đi, bắn đi. Bắn đi. Ủa sao không bắn được? Trời ơi, các bạn thấy không? Chuột gì á? Vừa mới vô nó bắn một cái thôi là một đống mấy con màu đỏ nằm xuống hết rồi. Vẫn còn sự may mắn tại ông xanh rặt đạn, ông xanh rặt đạn. Đúng rồi, cái này mặc dù là cầm súng nhưng mà phải nạp đạn nha các bạn. Trời ơi, rồi Sam đi thắng. Mời Sam. Năm túi của tôi. Năm túi hả? Sam muốn túi là bu bu hay là túi này? Túi này đi cho bộ này đó, thấy chưa? Năm túi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, trời ơi, làm rồi. Trùng cái gì đi nha, cho trùng cho 5 túi nè. Trùng hả? Trùng để được tặng thêm hả? Rồi, đúng rồi, con đầu tiên. Xẹt. Con đầu tiên là gì? Con mèo thần tay. Mèo thần tay. Rồi. Rồi. Trời ơi, con rùa. Con rùa, con rùa. Con rùa, luôn. Con rùa màu ca màu vàng. Đó, lấp lánh màu vàng. Rồi, trời ơi, con rùa. Trời ơi, con rùa nữa. Trời. Ủa sao từ nãy giờ mình được rùa nhiều vậy hả? Không biết, trời ơi, con trời ơi, chị chủ shop ơi, chị có cái coi livestream. Ồ, con dâu. Ủa con này là con, à con chó. Cháu dâu, rồi con dâu nhưng mà phiên bản xanh lá cây nha các bạn. Trời ơi, trông. Con dâu phiên bản xanh lá cây. Mấy bạn thấy, mấy bạn cái người hình dùm đây con chó không? Chông chá, chông. Gì vậy? Đưa con mèo đây, con mèo. Mèo. Ủa giống nhau vậy? Trùng cha đó, cái này, ủa, đâu giống đâu. Cùng màu thôi, chứ không giống. Trời ơi, nó cùng màu chứ không giống, mấy bạn nhìn nè. Con đi đầu, con đi đây nè. Vậy là không tính đúng không? Thôi cho tha cho Sam tính luôn đó. Thôi, cho Sam tính đi, luôn á. Rồi cho luôn á, cho luôn. Trời ơi con rùa xanh. Từ con rùa xanh à, không có. Rồi nói chung là Sammy đã được thêm 6 con nữa nha các bạn. 3 con rùa, 2 con Trời ơi, chị chủ shop ơi, chị gửi em hơi nhiều rùa nha. Cái này là random nhưng mà chị cho nhiều con gì là lạ, chị tàn cho rùa vậy chị. Trời ơi, rồi. Còn mấy túi nữa? Bây giờ hiện tại là chúng ta sẽ còn
khoảng nhiêu đây túi. Rồi. Bây giờ người nào thắng lấy hết. Ok. Được không? Ok, rồi, vô nha. Suy nghĩ là master chết, suy nghĩ nè. Rồi. Ây da, trận này căng thẳng nha mấy bạn nha. Trận chiến này sẽ là trận chiến giữa 4 cây súng. Đây chính là những cây súng đại bác các bạn. Và đấu với 200 con bò đó. Cái này là con bò nha mấy bạn, con bò đó. Con bò. Rồi bây giờ Sammy nghĩ là con bò hay là cây súng thắng đây? Khó nha. Mạnh nhưng khó mà nó nha. Phải răng đạn đúng không? Con bò nó yếu nhưng mà nó được cái anh em nó đông. Đúng rồi. Giờ không. Chọn bò hay là chọn cái súng? Một là ăn cả, hai là ngã gì số không luôn. Chọn đi, nhanh lên. Nhanh lên. Thua. Muốn hết túi của thôi, đừng có sợ. Chơi game là không có gì phải sợ hết. Sao hiểu không? Rồi, ôi, nhanh đi. Mẹ chọn. Tôi chọn 4 cái súng đi. Rồi, Sam chọn 4 cái súng đúng không? Cảm ơn. Rồi ok, Phong sẽ chọn con bò nha các bạn. Ôi, con bò cũng thắng luôn nha, cũng nghi con bò thắng nè. Vậy thì đổi đi. Không đổi à, rồi ok, vậy là Sammy là cây súng, còn tôi là con bò. Các bạn ok, đứng mình nha, con nào thắng nha. Rồi, vô. Rồi, lắc. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi, con bò rút kìa. Lắc quá. Yeah, tim đỏ thắng. Mấy bạn nhìn nè, mấy con bò của mình nó hút một phát thôi là bốn cái xe súng của Sam tanh bành nét bét hết các bạn ơi. Trời ơi nhìn nè. Con bò này là con bò nước tăng lực hay cái gì mà nó uống nước tăng lực hay gì mà nó hút như vậy. Cái này là bò hút hiểu không? Sao hiểu không? Đó, nó hút một phát một thôi là bệ hết mấy cái xe. Trời thắng rồi. Thắng rồi. Thôi thì nói chung là Phong cũng ngại lắm, nhưng mà thôi vậy Sam giường thì Phong lấy hết nha. Cảm ơn Sam rất nhiều. À, mở lần ba gói luôn cho nó đã tay nè các bạn đó. Để ba gói vô với nhau nè. Mở ba gói. Xé một lần ba gói. Xé khó quá ta. Ba gói luôn. Đó, xé ba gói luôn. Còn gì đây? Con mèo thần tài. Con gì đây? Con mèo thần tài nữa. Đâu? Con gì đây? Ba vẫn là con mèo thần tài. Đâu xem coi. Nhưng mà có giống nhau không? Hình như không giống nhau rồi. Em khác nhau luôn, đảo vợ nhìn nè các bạn. Ba con khác nhau luôn. Ba con khác nhau luôn. Trời ơi, cùng một size nhưng mà khác nhau. Rồi bây giờ mới đã nè. Xé một lần 6 túi. Trời ơi, túi bé xíu xé vừa thôi chứ xé. Xé một túi rồi thấy đã xé 6 túi. Rồi, 6 túi một lúc. Rồi đổ ra luôn. Được thêm một đống gọi là của Kurumi Shinomonro rồi đó. Mấy con này là mấy con gì tôi không biết. Sanrio, nói chung là Sanrio, Kurumi, Sanrio hả? Ồ, cái này là Kurumi nè. Nè, Shinomonro nè. Ồ, vậy cái này là Cinnamon chứ không phải là Hello Kitty. Nãy là tôi nhầm. Ok, rồi. Nói chung là từ nãy giờ chắc tôi cũng được xương xương hình như là. Ê, ông đếm thử coi tổng bao nhiêu con tôi. Nhiều bao nhiêu hơn Sam đấy. Đó. Vâng, và đây như các bạn đang thấy thì đây chính là toàn bộ những cái mô hình của Phong và mô hình của Sam mà một mình đã mở được. Nói chung là tôi gấp đôi Sam thôi chứ không bao nhiêu. Trời ơi, nhìn cái túi mù của ông mà. Rồi nhìn nè, tôi có nắm tay à. Đồ còn Phong cần đâu, xô qua. Quá trời cả luôn. Thế giới trong rồi. Đó. Ok bạn, nói chung là ngày hôm nay các bạn thấy gọi là túi mù như thế nào, bạn có thấy thích hay không và bạn thấy trò chơi bọn mình có vui hay không thì các bạn đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như bạn nào mà muốn một mình tiếp tục gọi là chơi game mở túi mù tiếp thì đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết và nhấn nút like video này. Nếu như video này đạt được 5.000 like thì tôi sẽ làm ngay một video gọi là mở túi mù Labubu, nhưng mà Labubu phiên bản đắt tiền. Labubu phiên bản mấy trăm ngàn một con. Trời ơi, chơi không? Cần gì cũng chơi, sẽ bé ba cho tôi bé ba phiên bản mới luôn. Bé ba phiên bản mới luôn hả? Bé ba phiên bản cung hoàng đảo. Thôi nói chung là mấy bạn muốn mình xé gọi là túi mù của cái gì thì bạn comment xuống bên dưới đi. Ai comment gọi là cái gì nhiều thì mình sẽ xé túi mù của cái đó. Rồi ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt.